Rồi, xin chào các bạn. Thì hiện tại là mình đã làm xong cái bộ mạch này. Đó là một cái bộ mạch cảm biến mực nước giải nhiệt động cơ, tức là cái nước làm mát động cơ đấy. Thì xuất phát từ cái thực tế mà nhiều cái trường hợp xe nó đã bị xe ô tô nha các bạn, nó bị cái trường hợp mà nó bị rách bục ống hoặc là thủng két nước, thì lúc đó cái nước nó bị thất thoát và xe nó bị tăng nhiệt, mà trong khi cái đồng hồ nhiệt nó sẽ không báo chính xác, dẫn đến chủ xe là phải bị mất cái số tiền nó lớn để mà phải đại tu lại cái chiếc xe do xe nó quá nhiệt. Thì mình đã làm xong một cái bộ cảm biến này, thì khi cái bộ cảm biến này mình lắp lên xe thì mình sẽ giải quyết được những vấn đề. Thì mình sẽ minh họa bằng mô hình ảnh trước rồi sau đó mình sẽ thử nghiệm. Thì hiện tại đây mình đã có một cảm biến này, có mạch điều khiển mực và nguồn điện 12V, nguồn điện 12V thì là ở trong xe ắc quy của mình đó. Nhưng mà mình đấu tạm thôi để mình thử, mình test cho bạn xem thôi. Còn khi mà mình áp dụng lên chiếc xe thì đòi hỏi phải chế cháo lại rất nhiều thứ, nó liên quan tới vấn đề an toàn điện rồi thẩm mỹ nữa. Thì cái đó nó thuộc về gọi là cái năng khiếu mỗi người. Còn bây giờ mình chỉ nói về cái nguyên lý thôi. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái đèn này để mình giới thiệu cho bạn ha. Mình có cái sơ đồ rồi, mình đã làm xong một cái sơ đồ rồi. Bây giờ mình sẽ tắt tắt bật cái sơ đồ lên cho bạn xem. Rồi mình chút nha, mình tắt cái đèn lên để cho nó không có bị. Rồi thì đây là cái sơ đồ nha các bạn. Thì mình tăng cái độ sáng nó lên đi, tăng độ sáng lên cho nhìn thấy, cho dễ thấy. Rồi thì đây là cái sơ đồ ha, đó cái sơ đồ ở đây, cái sơ đồ ở đây. Rồi nó có sơ đồ. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái trước ha. Đây là cái động cơ của mình ha, động cơ ô tô của bạn ha. Rồi động cơ ô tô của các bạn nằm ở đây. Thì đây là cái két giải nhiệt của bạn. Thì trong cái két giải nhiệt nó cũng cũng có nước luôn, nó cũng sẽ có nước luôn. Và nó bình thường á, là chiếc xe nào nó cũng có một cái bình bình nước phụ. Nhưng mà cái bình nước phụ á, thì các bạn biết được là nó có hai dạng bình nước phụ nha. Có một cái dạng bình nước phụ là nó không, khi nước này nó rút xuống mà nó không chịu chuyển nước ra từ cái bình nước phụ qua cái két này ha. Thì chút nữa mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm sau, bây giờ mình sẽ nói một nguyên lý trước. Thì đây đây là cái sơ đồ của nó. Thì bình thường nha, bình thường thì cái màu xanh này tức là cái dung dịch làm mát động cơ nó sẽ lấp đầy hết trong trong cái vỏ áo của động cơ mình. Và trước trước đây thì nó sẽ có một cái cánh quạt ha. Cánh quạt này thì nó để giải nhiệt cho cái nước làm mát trên cái két này ha. Cánh quạt nằm đây ha, tức là quạt giải nhiệt nằm đây. Và đây là cái két giải nhiệt. Và đây là cái ống ống này, thì cái ống này nó sẽ bắt từ cái đầu trên cao của cái máy ha. Nó chuyển nó ra cái đầu cao nhất của cái két nước. Thì khi mà ở đây nó đặt một cái van hàng nhiệt, thì khi mà cái nhiệt độ của khi mà nhiệt độ của cái động cơ mà lên tới cái ngưỡng của van hàng nhiệt, thì van hàng nhiệt nó sẽ mở ra cho nước lên đây, sau đó tuần hoàn xuống két lại, nó lại vô lại trong máy, nó cứ lặp đi lặp lại như chu trình như vậy. Ok ha. Thì thông qua một cái cảm biến này, người ta gọi cảm biến nhiệt, khi người ta đặt một cái cảm biến nhiệt ở đây á, thì nó sẽ theo dõi bằng cái nhiệt độ, bằng thông qua một cái đồng hồ nhiệt. À cái đồng hồ nhiệt này trên táp lô xe nào cũng có hết á. Thì nó sẽ có hai cái mức, ba cái mức. À, mức là cool, mức là nằm ở giữa, tức là làm việc nhiệt độ làm việc tối ưu, và cái mức hot tức là cái mức này là quá nhiệt thì xe nó sẽ bị bó máy, bị lốp bê máy. Thì khi mà mình lái xe thì mình hay thường thường nhìn quan tâm vào cái đồng hồ nhiệt này ha. Thì mình thường hay quan tâm vào cái đồng hồ nhiệt này. Nếu mà nó qua cái vạch đỏ là coi như là bạn phải dừng xe ngay, tấp vào lề ngay để kiểm tra ha. Còn nếu bạn tiếp tục chạy thì xe nó sẽ xảy ra là bị hỏng hóc do bó máy ha. Thì cái đồng hồ này nhiệt này nó lấy nước từ đâu, nó lấy cảm biến, nó lấy cái tín hiệu từ đâu? Nó lấy từ tín hiệu ở chính ngay trên, ngay cái đầu trên này. Cái trên này là chính cái ngã ba mà nó tầm tuần hoàn ngược lại. Nó tuần hoàn nó ở đây, trong đây thì mình không vẽ cái ống nhánh nha, không có vẽ cái ống nhánh, nhưng mà nó sẽ tuần hoàn theo cái ống nhánh xuống ngược lại trong cái đáy của cái máy, rồi nó cứ tuần hoàn hoài. Còn trong trường hợp quá nhiệt thì nó sẽ
sẽ chuyển qua cái két làm nhiệt này, giải nhiệt này ha. Thì bây giờ trong trường hợp là gì? Bây giờ trong trường hợp á, ok, nếu mà bình thường cái máy này á mà nó không bị lủng, két thùng két không bị, đây là những cái ống nè, ống dẫn nước nè. Nếu những cái ống dẫn nước này mà ok, nó không bị lủng, không bị thủng, rồi két này không bị xì nước, thì cái đồng hồ nhiệt này nè, nó báo rất là chính xác và bạn căn cứ theo cái đồng hồ nhiệt này rất là chuẩn. Ok. Tuy nhiên, qua cái hình này các bạn mới thấy nè. Rồi, vì một lý do gì đó bạn không thể nào biết chắc được là cái nước này nó bị hao hụt bằng cách là thủng cái ống này, đúng không các bạn? Thủng cái ống đây. Nó thủng cái ống đây ha. Đó, thủng cái ống nước đây. Thì lúc khi mà thủng ống đây hoặc là thủng két đây thì nước nó sẽ bị rơi xuống đường, nó bị hao hụt. Khi nó tụt xuống như thế này thì lúc này các bạn thấy là cái nước mạch nước này ở trong máy nó cũng bị ra hết luôn. Và cái cảm biến này lúc này nó đo là nó đo sai. Nó đo sai bởi vì nó đo là đo trong ở trong nước, nhưng bây giờ cần là cái nước nó đã bị ra ngoài hết rồi. Thì lúc này cái cảm biến này nó đo sai. Có nghĩa là động cơ của bạn vẫn tiếp tục gia nhiệt và vẫn nóng lên. Nhưng cái tín hiệu từ cái cảm biến này nè, từ cái cảm biến này nè, nó truyền về cho cái đồng hồ nhiệt này nè, là sai. Nên bạn nhìn trên cái đồng hồ thì cái kim vẫn nằm ở giữa, nó vẫn nằm trong cái ngưỡng an toàn. Kim vẫn nằm trong cái ngưỡng an toàn. Nhưng mà thực tế lúc này máy nó vẫn đang tăng. Máy nó vẫn nhiệt độ máy nó vẫn đang tiếp tục tăng. Đúng không ạ? Nó vẫn đang tăng. Bởi vì sao? Bởi vì nè, nước nó bị tụt xuống rồi nè. Nước nó bị rãnh, nó bị tụt hạ, bị thất thoát hạ xuống rồi. Thì lúc này người ta mới suy nghĩ ra một cách là người ta đặt một cái con cảm biến. Một cái con cảm biến nằm trên cái ống này. Tức là cảm biến này người ta gọi là cái cảm biến áp. Cảm biến để đo cái mực nước này nè. Nó đặt trên cái đường ống này. Nếu mà đường ống nước này, cảm biến này á, nước mà tụt xuống dưới đây thì trong này nó hết nước, trong này hết nước, thì lúc này nó sẽ gửi một cái tín hiệu về một cái đèn cảnh báo, nó kêu phát ra cái kêu pít pít, tức là cái tín hiệu này người ta gọi là báo động mực thấp của dung dịch làm mát, thì nó sẽ kêu ra một cảnh báo pít pít. Thì lúc đó bạn nhìn vào cái cảnh báo pít pít này, các bạn sẽ dừng xe được, tắp vô lề, bạn kiểm tra. Còn nếu mà không có một cái tín hiệu để nhận biết là cái mức nước nước này bị tụt xuống á, thì bạn chỉ dựa vào cái đồng hồ này thì là bạn sai rồi. Tại vì cái đồng hồ này báo sai mà. Và lúc đó bạn chủ quan và là, kết quả là cái xe bạn bị banh máy lên ha. Rồi bây giờ nếu ở đây người ta sử dụng một thiết bị họ cắm vào đây nè, là gửi tín hiệu vào đây, thì mình có tìm hiểu rồi cái giá cả để mua một thiết bị mà cắm ở trong đây nè các bạn. Cắm ở cái đầu ống nước này nè, để phát hiện nước nó có bị tụt hay không nè. Giá rất là cao và nó không khó mà áp dụng được trên những cái dòng xe bình dân. Thì mình đã tìm tòi và xem những cách người ta làm, thì mình sẽ có một phương pháp khác. Mình không đặt cái mình không sử dụng cái loại cảm biến của nó, mà mình sử dụng một cái cảm biến khác. Thì đây mình sẽ bật đèn lên, mình nói rõ cho bạn ha. Rồi, đây ha. Thì bây giờ nếu các bạn nhìn vào trong cái hình này nè, các bạn sẽ biết là những xe của các bạn á, nó sẽ kết nối từ cái két chạy nhiệt này nè, nó sẽ kết nối với một cái bình nước phụ. Và đây mình sẽ minh họa bình nước phụ là bằng cái ca nước này ha. Thì cái bình nước phụ này á, nó có chức năng gì? Nó là cái chức năng thứ nhất là điều áp. Nước mà nó trào ra thì nó sẽ qua một cái bình điều áp. Và nó sẽ có một chức năng thứ hai, đó là dự trữ lượng nước. Khi mà nước ở trong động cơ, trong cái máy của mình nè, mà tụt xuống, thì nước từ đây nó ập qua đây. Thì để làm được cái điều này á, thì mình thấy nó có hai dạng bình. Bình thứ nhất á, là nó chỉ có một vòi vào thôi, nó cắm xuống dưới đáy này luôn. Thì mình nghĩ là cái bình nó không áp dụng được các bạn. Cái bình đó không áp dụng được. Mà phải áp dụng cái bình là nó thông nhau. Thông nhau có nghĩa là từ đáy của cái bình nước phụ nó nối qua cái đáy của cái két luôn, và ở trên nó cũng nối ở trên miệng luôn với cái miệng đậy đỉnh của két luôn. Thì anh em nào mà tiếp xúc với cái xe ô tô thì anh em quá rành rồi. Đấy, thì bây giờ mình khi nó áp dụng theo cái phương pháp bình thông nhau kiểu đó đó, thì nước trong két mà nó tụt là nước ở trong cái bình phụ nó sẽ tụt theo luôn. Dù áp nó có như thế nào,
đi chăng nữa, nhưng mà nó đã là dạng bình thông nhau thì bên này tụt bên kia tụt theo. Thì và lúc này cái bình phụ ở đây là một cái ví dụ nha. Rồi bây giờ đây, ở đây mình ví dụ nha, khi mà cái mực nước nó, mực nước của cái dung dịch làm mát nó đầy như vậy á, thì ok, tín hiệu của mình nó vẫn bình thường, nó không phát ra một cái lời cảnh báo gì hết trơn ha. Nhưng bây giờ mình sẽ nhấc cái cảm biến này lên, mình nhấc từ từ lên. Tức là khi mình nhấc lên có nghĩa là đồng nghĩa mình minh họa bằng cái cách là có nước tụt xuống á. Đó, thì khi nước tụt xuống đó là nếu mà đầy á, đầy đầy dụ nước mà đầy được đầy á thì là không kêu, nhưng mà khi mà nước cạn thì nó sẽ kêu, nó sẽ phát ra một cái còi còi bít bít này. Thì cái còi bít bít này á, mình sẽ khoan lỗ mình bắt trong cái táp lô bên trong cabin của xe nha các bạn. À, đây mình sẽ để gần gần cho các bạn thấy nha, cho hình dung ha. Rồi đây nhá, nè, ví dụ nước nước mà tụt xuống đó thì nó sẽ là kêu, mà nước đầy là nó không kêu. Đó, mình nhấc lên là nước tụt kêu. Đó, thì cái quan trọng là cái cảm biến này nè, quan trọng cái này, nếu cái tên gọi đúng của nó, mình rút cái điện ra để cho khỏi kêu đi, khỏi ồn, nên mình sẽ nói, mình lại minh họa là một lần cuối rồi mình sẽ giải thích nha. Nè, mình nhắc lên nè. Đó. Nè, nước đầy không kêu, nước mà vơi là kêu. Thì mình cài đặt được, mình đặt được cái độ cao của nó, mình tùy mình muốn đặt thấp hay cao, cao tới đâu mình điều khiển được hết luôn các bạn, mình làm được hết luôn ha. Đó, đó, niết mà nước đầy thì không kêu. Rồi thì cái cây này là cái gì? Cái cây này nó là một cái công tắc mực nước. À, tại vì các bạn biết là nước nước khi mà nước khi mà máy hoạt động nó rất là cao, nó từ 7 mấy lên 8 mấy, 9 mấy đó luôn đó các bạn. Thì do đó bạn phải sử dụng một cái loại cảm biến. Cái cây này thì là mình gọi là cái công tắc mực nước các bạn ha. Thì cái này nó bằng inox các bạn. Nó bằng inox, rất là bền ha, và nó chịu được cái nhiệt độ lên tới 120 độ C luôn. Mình có thấy trong cái mô tả của cái nơi bán là nó có thể chịu được tới 120 độ C thì ok. Và ở đây là các bạn thấy không, nó có cái cao su này, khi mình vặn chặt lại thì nó sẽ giữ kín lại trong cái mình khoan cái bình nước phụ của mình á, mình nhét cái này vô nè. Rồi sau đó mình vặn con ốc này lại nè các bạn. Mình khoan cái lỗ để mình đút cái này vô trong ha. Rồi mình vặn cái ốc này lại thì nó kín luôn. Đó. Đó, thì cái này gọi là cái công tắc cảm biến mực nước thông qua một cái mô đun này, là cái mô đun điều khiển đóng mở theo cái mực nước này. Nếu mà bạn muốn canh luôn cả cái mực nước cao trong một khoảng thì ở đây nó vẫn có một cái cổng nữa các bạn, nó vẫn còn chừa cho mình thêm một cái cổng nữa để mình kiểm soát cái mực nước cao. Nhưng mà trong cái bình nước giải nhiệt của mình á, thì mình không quan tâm mực cao đâu các bạn ơi, nó có mình đổ cao hơn chút cũng không ảnh hưởng gì. Quan trọng là bạn chỉ quan tâm cái mực nước thấp thôi, bởi vì khi mà nó bị thấp quá thì có nghĩa là nguy cơ nó bị thiếu nước làm mát và nó ảnh hưởng đến quá trình giải nhiệt thì mình mới quan tâm nó thôi. Đó, thì đây là cái mô đun mà để kiểm soát. Và bạn gắn thêm một cái còi báo động giống như này nữa. Thì tổng cái này hết tất cả thì cái này mình mua là 40.000 đồng. Cái mạch này mình mua 40.000 nữa là 80.000, cái còi 18-20.000 nữa. Có nghĩa là tổng cộng chỉ có 100.000 đồng thôi là mình giải quyết được cái vấn đề của mình, 100.000 đồng thôi nha các bạn. Trong khi nếu mà mình mua cái cảm biến theo cái sơ đồ của người ta đó. Đây, mình mua theo một cái cảm biến mình đặt ở trên này á, theo cái kiểu của người ta đó, của bên nước ngoài nó làm á, thì nó sẽ tiện lợi, làm nhanh hơn mình. Nhưng mà có cái nhược điểm là cái giá tiền nó cao á. À, cái đó cái sơ đồ nó như thế này thôi, mình hiểu là như thế này ha. Đó, khi mà nước mà tụt xuống nè các bạn, nước tụt xuống nè, thì coi như là cái cảm biến đo nhiệt này nó báo về cái tín hiệu đồng hồ nhiệt này sai thì bạn sẽ bị ảnh hưởng chủ quan. Do đó mình phải lắp thêm một cái cảm biến mực nước ở đây. Thì cảm biến mực nước này ở đây, khi mà nước nó tụt xuống thì nó sẽ báo qua một cái
bộ mạch điều khiển và nó sẽ phát ra tiếng kêu cảnh báo, và mình gắn những cái này ở trong xe. Nguyên cái cụm này mình sẽ giấu ở trong xe, mình chỉ đi dây thôi, mình sẽ đi dây này nọ ngoài 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 cái khoang máy thôi ha. Còn toàn bộ cái này mình sẽ làm gọn lại, mình nhét bên trong xe cho lòi cái này ra thôi ha. Ok, vậy là mình xong rồi ha. Đó, các bạn có thể dựa theo ý tưởng này của mình các bạn làm nha. Rồi mình sẽ một video tiếp theo mình sẽ làm, mình sẽ tắt, mình sẽ đấu khoa này nọ, mình bắt mình thử trực tiếp mình xem, mình cho bạn xem luôn.